kính thưa quý khán thính giả, đất nước Việt Nam đã 43 năm im tiếng súng và cuộc chiến tranh Việt Nam tuy đã kết thúc lâu rồi nhưng có lẽ những người Việt của chúng ta vẫn còn những ký ức của mình à, nhớ về cái thời điểm sau ngày 30 tháng 4 năm 75 à, và hôm nay thì à, hòa ái cùng với các anh chị ở trong ban Việt ngữ gồm có anh kính hòa, à, chị Diễm Thi và anh Trung Khang chúng tôi sẽ chia sẻ về những kỷ niệm của thời thơ ấu của chúng tôi vào thời điểm đó cùng với quý vị và mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi sau đây. Và trước hết có lẽ là hòa ái xin bắt đầu với anh kính hòa thì khi đó anh kính hòa được khoảng bao nhiêu tuổi ha? Lúc đó mình bắt đầu vào trung học. Vào trung học. Ừ. Thì uh, uh, cái uh, vào trung học thì bắt đầu uh, uh, có những cái cái, cái 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 bắt đầu có những cái môn học nó. À, khác với lúc trước năm 75 Trước năm 75 thì mình đã quen như vậy rồi sau năm 75 thì mình thấy cái ngôn ngữ mà người ta dùng nó cái, cái ấn tượng nhất của mình lúc mà năm 75 đó, yeah. là cái ngôn ngữ người ta dùng nó khác hẳn với cái ngôn ngữ mà trước 75 mình dùng ở gia đình hay là ở ngoài xã hội trong trường học. Mà cái điều mình nhớ nhất á, là ở trên radio, ở trên truyền hình hay là trong trường à, có những người thầy giáo mới, cô giáo mới ở trong rừng ta ra và còn phải bắt người ta vô uh, người ta cứ gọi có một cái từ người ta gọi là ai cũng gọi bằng mày hết và bằng thằng hết thằng xin lỗi và bằng thằng ví dụ như là thằng mỹ thằng ngụy thằng pháp mà trong khi đó ở nhà mình á thì mình được mình mà kêu thằng em mình bằng bằng mày là là, là, là chết đòn yeah. thì đó đó là cái kỷ niệm lớn nhất mà mình không bao giờ quên thì ngoài ra còn những cái chuyện khác ví dụ như là cuộc sống nó thay đổi rồi uh, cái đó thì chắc ai cũng biết những cái khó nhọc sau năm 75 khi mà người ta không có không có được làm ăn buôn bán một cách tự do nữa yeah. thì cái khó nhọc nhất đó mình nhớ là năm 1979 lúc đó là một cái cơn lục lớn ở miền đồng bằng sông cửu long lúc đó mình ở đó thì và đồng thời sau này mình mới biết là À, sau năm 75 đó người ta bắt nông dân vô hợp tác xã cho nên là người ta chán, người ta không làm ruộng nữa và năm 79 à, trùng với nhiều cái sự kiện lớn ví dụ như là thiên tai và à, sự can thiệp của à, Việt Nam và Campuchia nó gây nên nhiều cái xáo trộn lớn là sau này mình mới biết chứ lúc đó mình chỉ biết là cái năm 79 là cái năm đầu tiên mà mình thấy cái hạt bo bo khi mà người ta phân phối gọi là phân phối về cho các gia đình ở những cái thành thị ăn. Thì dạ. đó là hai cái kỷ niệm lớn nhất à, dạ. mình nhớ lại tới lúc này. Dạ. Ừ. Diễm thi chỉ nhớ là sau 75 á thì cái hôm đó là vào tháng 9 khoảng chừng sinh nhật Diễm thi thì thấy một là một một đoàn khoảng 4 5 người cán bộ đội mũ tay bèo cũng xuống ống tới nhà thì mới dẫn dắt bố Diễm thi đi. Thì mình đứng đây mình thấy tại Đà Lạt có đường nó dốc. Thấy dẫn bố đi xuống thì mẹ Diễm Thi mới nói là cho tôi đưa cho ổng cái áo len tại Đà Lạt nó lạnh lúc đó là khoảng chiều tối rồi nó khoát tay nó nói không cần Diễm Thi nhớ cái hình ảnh đó mà cũng không biết là bố đi đâu rồi đến một hai ngày hôm sau thì thằng em lúc đó nó nhỏ xíu à nó hai ba tuổi nó cứ đứng ở cửa nó khóc nó nói nó muốn bố là bố đi rồi cả nhà thì cũng không biết bố đi đâu mẹ cũng không biết bố đi đâu nhưng mà những đứa những hôm sau thì thấy hàng xóm những người phụ nữ với nhau họ cũng đứng nói chuyện với nhau mà cũng họ cũng không biết chồng của người ta đi đâu diễm thi biết là ngày hôm trước là chắc nó bắt đi nhiều người lắm yeah. rồi thì sau đó đó là trước 75 năm thì cứ buổi sáng là cả nhà bố dẫn đi xe hơi đi ăn phở rồi đi học mặc đồng phục đi học học ở trường sơ ở đà lạt đến sau 75 thì bố không có nhà lúc đó mẹ phải tự đi làm để nuôi một đàn bốn đứa con rồi mấy đứa thì tự mảnh năm nói đi bộ đi học mà không có xe cộ mà nhiều khi đồ ăn cũng không có không có cơm không có gạo ở lúc đó chỉ yeah. có khoai mì khô với khoai lang khô dạ. Yeah. đó là những cái diễm thi nhớ dạ. Yeah. ái ừ, chắc là <laughs> bây giờ hỏi anh trung khang à, theo như hòa ái biết đó thì khi đó chắc anh chỉ là một em bé nhỏ xíu thôi có mấy tuổi à mà có còn nhớ được gì không thì đúng là năm 75 thì mình nhỏ quá thì hầu như mình không không nhớ gì nhưng mà mình còn nhớ là năm đó mình năm 77 mình mình cũng nhỏ thôi lúc đó mình gần bốn tuổi thôi nhưng mà vì nó quá ấn tượng đi thành ra mình nhớ mãi tới giờ lúc đó là gần như là đại gia đình là đi vượt biên sau đó bị bắt vô một cái trại giam thì sau này nghe người lớn nói lại thì mới biết là đó là ở bến tre thì mình không nhớ rõ lắm nhưng mà có điều mình không thể nào quên được là mình rất lúc đó mình rất là sợ là khi dẫn mình đến những cái khu sau thì mình thấy những cái, những cái nhà giam khác mà nó có một cái lỗ ra như vậy cửa tôn sắt gì đó có cái lỗ thì nhìn vô sợ lắm thì mình chỉ thấy những người trong đó là mình không biết là là vượt biên hay là tù cải tạo lính Việt Nam Cộng hòa gì đó mình không biết nhưng mà đại khái là mình thấy là xiên xiên tay xiên chân thì cái ấn tượng lúc nhỏ mình sợ lắm nhớ mãi tới giờ. Lúc đó mình nhỏ thì đúng thế là họ cũng đưa mình về cho cho con nít về nhưng mà cả gia đình đi rồi nó không thả người lớn thì về ai coi chừng thành ừ, ra rồi. thành ra lúc đó mình nhỏ nhưng mà mình vẫn phải ở tù ở tới lúc sau này nghe nói lại là cũng 6 tháng yeah. Yeah. như vậy thì cái cuộc vượt biên không thành mà phải um, um, bị ở tù như vậy đó thì sau đó anh có nhớ được tuổi thơ của mình những ngày tháng sau đó như thế nào không yeah, sau đó thì thì cuộc sống lúc về thì cũng khó khăn thì là cũng phải thấy má cũng phải đi ra ngoài bán sữa đậu nành rồi thấy họ phát những cái phiếu để mà À, mình được phép mua gạo mua thịt mua mỡ gì đó thì nhưng mà nếu mà mình trang không kịp á, thì thì đến đến lượt mình dù có phiếu mình mua cũng được cũng hết thì mình nhớ là chắc mình nhỏ chắc mình cũng 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 hoài sao đó mình được giao nhiệm vụ trang thì mình che lúc mình trang mua được nửa khi mở anh cũng mừng lắm mình nhớ cái cảm giác đó thì như hồi nãy anh kính hòa có chia sẻ là cái việc mà giao mua bán này kia bị cấm đón đó thì hoài cũng nhớ hồi nhỏ là được đi lên sài gòn bằng xe đò Dạ, cũng phải chen lấn xếp hàng rồi còn nhớ là dọc đường đi từ quê lên lên thành phố đó là cứ khoảng một tiếng đồng hồ xe chạy thì có một trạm kiểm kiểm soát và người ta lên xe để người ta kiểm coi ai có đem à, bất, bất kể cái, cái gì, gì và họ ừ. cũng lấy tịch thu thì ừ. sau sau đó có một lần lớn lên học đại học thì có ông thầy dạy môn lịch sử đảng đó ông kể hồi xưa ông đi công tác thì ông cũng thấy cái tình cảnh giống hòa ái thì ông nói là tại vì khi một cái trạm khi mà dừng lại đón khách lên đó, thì ông thấy là người ta bưng chuối ra rồi bưng gà để mà người ta chia tay người thân kêu lên thành phố là đám dỗ nhưng mà khi tới cái trạm bị xét đó, thì cái bà đó lại bị tịch thu hết thì bà khóc quá trời luôn thì ông thầy mới thấy tội nghiệp mới đi xuống đến cái trạm để đưa ra nói là tôi là đảng viên đưa giấy tờ ra và xin trại cho bà đó nha. Ừ. Yeah xong thời gian thủ tục giấy tờ này nọ bà được nhận lại nhưng mà ông thầy lại bị lỡ chuyến xe và hết tiền mua cái, mua vé để đi ừ. một cái xe khác. Quả nhà nói làm tôi cũng nhớ tới cái chuyện mà uh, người ta chặn những cái xe đò đó để người ta xét hàng hóa từ ngoài đem vô Sài Gòn. Yeah. Thì uh, mình nhớ là uh, lúc đó là trên một cái chuyến xe đò đi từ miền Tây đi Sài Gòn thì đường xá đó nó, nó, nó cũ kỹ rồi phải qua hai cái phà rồi xe thì cũ rồi đường thì chật chạy, chạy rất là chậm ờ, thì cái xe bị chặn ở lên một cái trạm mà người ta nói là trạm khét tiếng gọi là trạm Tân Hương ở Mỹ Tho thì uh, xe đậu hàng đoàn dài và cái việc xét xe đó đó nó kéo dài từ khoảng 12 giờ trưa cho tới giữa đêm Yeah. tức là mọi người phải ngủ trên đường để chờ người ta xét xè yeah. đó uh, yeah. tức là người ta không có cho đem uh, tất cả những cái thứ ví dụ như là gạo thịt cái gì đó tại vì tất cả nhà nước đều kiểm soát hết mà không yeah. có cho đem vô sài gòn yeah nhưng mà thật ra người ta không phải là buôn bán anh chỉ cần một cái gói nhỏ thôi ừ. tại vì diễm thi nhớ hồi đó nhà ở đà lạt mà đi về sài gòn thăm bà nội á, thì mẹ diễm thi chỉ đem một gói trà nhỏ xíu thôi thì cứ đi một đoạn đúng như anh kính hòa nói là tất cả xuống xe hết nó xét nó lấy tất cả cho đến khi về sài gòn thì bà nội gửi cho một gói gạo nhỏ thôi tại vì đà lạt không có gạo ừ. Trên đường về cũng bị xét, lấy hết, lấy hết sạch. Tức là em không hiểu tại sao họ lấy như vậy. Tức là họ cũng, sợ buôn bán là không phải rồi. Cũng có người buôn bán. Như gia cũng đình có người này, buôn nhà. bán. Tại vì như gia đình đó đó của à. bà xã là lúc đó là có nhiều người họ buôn. Vậy thì gia đình là nhà lúc đó ở Biên Hòa, Hồ Nai đó. Thì họ muốn đem từ cà phê từ miền ngoài vô Sài Gòn Đúng bán. Đó, thì họ mới thuê, thuê những cái người dân địa phương giống như gia đình bà xã đó. Tức là mấy đứa uh, đi học thôi thì nhét cà phê vô cặp đi qua dùng cái trạm thôi mỗi đứa đem một chút thôi rồi họ dồn lại sau ừ. cái đó cái cái hả? tức là tại vì người ta ngăn xong cấm chợ đó, thành ra ừ. có nhiều người là nếu mà đem lọt hàng hóa qua đó thì thì, thì lại bán rất là được ừ. Ừ. mà không không phải là đồ ăn nhu yếu phẩm như mình kể thịt hay gạo ở đâu than củi đó, cũng bị cấm tức là à, mình có quen một người bạn ở Sài Gòn cũng khoảng mấy năm đó À, đi à, lên bị đi lên vùng kinh tế mới đó, rồi từ trên vùng kinh tế mới thì đốn cây để đốt than và đem cái than đó về Sài Gòn cũng cả một vấn đề. Như anh kính hòa vừa kể đó thì liên quan tới cái chuyện đi đứng mà bị xét đồ này kia đó thì à, chị Diễm Thi cũng có nói về bố của chị bị bắt đi đó, thì chị có nhớ được là trong những cái chuyến mà gia đình đi thăm nuôi mang đồ ăn này kia theo bố cho thăm bố rồi à. có bị cản trở, bị xét, bị lấy gì hay không? Diễm Thi không có nhớ là đi mà bị cản trở hay bị xét gì Nhưng mà cứ nhớ là hồi đó mà trước khi được đi thăm bố đó Là mẹ Diễm Thi không biết cũng vay mượn ở đâu Hay là người bà con hàng xóm mới cho vay ít tiền Mới mua đồ ăn này kia làm đồ ăn cho bố Thì mẹ mới dặn á Mẹ dặn mấy đứa là thứ nhất vô mà bố đưa thì không có ăn Để phần cho bố Với thứ hai là bố có hỏi thì nói ở nhà tụi con cũng được ăn y như vậy tức là ừ. tụi con cũng đầy đủ đồ ăn mà thiệt ra không có đó là cứ nhớ lời mẹ dặn như vậy ừ, trung khang thì nhớ là đi theo một người bác thì cũng đi thăm nuôi đó thăm tù đó là theo cách gọi của của chế độ sau năm 75 thì là đi học tập cải tạo đó thì đi hàm tân thì mình nhớ là đi bộ rồi để đi theo sách phụ đồ cho bác rồi rất là gọi là đồng khô cỏ cháy nhìn nó rất là hoang vắng mà vô những cái trại sơ sát đồ ừ. thấy thấy bác già rồi phải lao động đồ thấy thấy thương thương tâm lắm lúc đó nhỏ nhưng mà muốn, muốn rơi nước mắt á dạ. Ừ. Yeah. Yeah. cái lúc đó là sau khi bố Dũng Thi đi học tập về đó thì lại có một cái màn là thấy đào một cái hố lớn ở trên vườn á chôn hết tất cả sách vở mấy cái băng nhà đúng rồi dạ yeah. yeah. à. bỏ hết xuống dưới đó xong rồi đốt Bằng, thì, bằng qua uh, phẩm đồ trụy wow. à, ừ. mặc dù không yeah. hay đồ trụy ừ, <laughs> <yeah. cười> yeah. đến sau này thì lại thấy người ta bán đầy những cái đó ở ngoài dạ bốn mươi ba năm qua rồi thì những ký ức mà tất cả chúng ta hầu như là không thể nào phai mờ được như anh trung khang là chỉ có mấy yeah. tuổi thôi dạ yeah, mà vẫn nhớ được cái cảnh mà mình yeah. Đi, yeah. đi tù yeah. như thế nào dạ yeah. thì bây giờ Hoàng Ái xin hỏi một câu là um, các anh chị có còn nhớ được cái vị của bo bo hay là khoai mì khoai mì, mà mình phải ăn độn đó bây giờ có có, có nhớ nó không và có thèm không? Có một cái điều mình nói đây có thể là nó ngược với mọi người tức là à, lúc lúc mà mua bo bo về nhà mình hay à, lấy cái đó nấu chè ăn. Lúc ừ. đó mình lại thích ăn cái đó mới nấu chè bắp à nấu chè giống như <laughs> chè bắp vậy đó. Ừ. Thì à, cái à, hầu như bây giờ bây giờ mình nhìn lại đó thì mình thấy rằng mỗi lần mà người ta nói tới thời bao cấp tức là người ta nói tới bò bò, này ừ. ừ. thì mình nhớ như vậy, thì lúc đó là cũng cũng bắt đầu lớn cũng bắt đầu mà biết uh, biết nhiều thứ, thì uh, cái ấn tượng mà trong cái mình đã đi học đại học rồi, cái cái ấn tượng nhất của mình trong cái thời bao cấp là cái gì là một cái bữa ăn đầu tiên ở ký túc xá đó gạo không hiểu sao nó đen đen hơn áo quải nữa à, mà không biết sao là mình cũng may mắn là từ đó trở về sau không gặp gạo đen như vậy nữa và cái thời bao cấp nó nó cũng uh, coi như là nó kết thúc khi mình bắt đầu ra chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì uh, lúc đó thấy mọi người xung quanh uh, có vẻ vui mừng vì cái chuyện mà người ta uh, bắt đầu cho phép làm ăn trở lại năm 1986 Thưa quý vị vừa rồi là những hoài niệm về ký ức tuổi thơ của các anh chị em trong ban Việt ngữ đã cho tự do và chúng tôi cũng mong nhận được những chia sẻ của quý vị những kỷ niệm mà quý vị cũng không thể nào quên được trong cuộc đời của mình để chúng tôi lưu lại và chia sẻ cùng tất cả quý khán thính giả của đài như đó là một minh chứng cho một giai đoạn lịch sử cận đại của Việt Nam và xin cảm ơn thời gian của quý vị theo dõi buổi trò chuyện này của chúng tôi Xin kính chào tạm biệt